Ủa con nào mà nó gắn với ấy ta? Nó cỏ chân á. Giật nhiều nữa. Hết dây phải không? Nhả lại chút xíu rồi nè. Nhẹ rồi con ơi. Được rồi. TU 26. Nổi nè. Quan trọng là coi Trung Quốc hay là Nhật đây nè. Cho băng Toshi luôn, chữ nổi luôn. Mitsu đóng lốc. Mitsu chữ nổi nè, đóng lốc nè. Nó quan trọng là đóng lốc. Giật nhẹ thiệt. Cái nó coi. Giật đi nhẹ nè. Không giật nhiều. Nhẹ là con ơi. Cứ nhấc đi luôn. Nhẹ. Để cái xăng à. Hơi mạnh thiệt. Nhẹ thiệt đó. Rồi nó ấm. Đã. Rồi mày xúc bình xăng lại là nhẹ te. Quá đã. Chạy như không chạy luôn rồi. Hệ đó, máy hệ đi không là máy cùi đâu. Thôi có lên lóc cho máy xưa luôn nè, máy hệ mà, máy xưa mà. Máy hệ đó là để mình nhớ nhau, con này giá bèo ra. Con này nó bóng lóc da băng này mà. Rồi chồng này nó không thể. TU 26.